giới thiệu với cả nhà. Ngày hôm nay nhà mình đã ăn một cái món gọi là lẩu. Lẩu này thì Haruko không biết gọi tên là gì. Mình mua một cái gói gia vị lẩu theo cái chiều hướng là hương vị cay. Đó, và Haruko cũng đã hầm xương để lấy nước dùng để làm nước nấu lẩu. Hôm nay mình cũng có mời hai người khách, và trong nhà mình thì cũng có một cô cháu gái của bên ông xã thì cũng đang rất là háo hức về cái món lẩu này. Đó, lẩu này thì hôm nay nhà Haruko ăn với tôm là chính, rồi rau. Đó, các loại rau, có đậu hũ, hành tây, hành lá, rau cải đắng, cà rốt, bông cải. Và khách của Haruko thì không có ăn được tôm, cho nên là có một phần thịt bò để phần riêng cho một người khác. Chỉ có một người không ăn, thích ăn tôm thôi. Còn lại thì cả nhà mình đều rất là thích ăn tôm. Ngày hôm nay thời tiết thì rất là ấm, thời tiết thì rất là lạnh. Đó, cho nên là thời tiết mà mùa đông mà ăn lẩu thì đúng là số rách. Lúc nãy lại nói nhầm là trời nóng chứ không, đây là đang là mùa đông. Sau Christmas là mùa đông mà. Tonight, hot pot. Yes, yummy hot pot. Tonight, hot pot. Hot pot. Yeah. Hot. Yeah, there's hot, my hot pot, yes, but also hot pot. Okay. All right. Thank you, Matsuko. Yeah, you're welcome. And then what's this for? I've been trying. That's for the shrimp. Pat's actually better at it. Ah, Ariana, you talk about Vietnam. Lẩu. 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 Oh, good. Lẩu. Đó, cái lẩu lẩu của mình đây mình mới bỏ. I think it's the first meal that I've eaten that's not spicy. I forgot to tell you, in Asian culture, you can. Coi bả, coi bả cầm đũa. Okay, grab and scoop. Yeah, it's part of the cooking. Oh wait! Oh, chi? Cheers, gracias. Cheers. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers. Yeah. Carlos. I don't have any. Scrooge McDuck over there. No. Carlos, only eat. This is very good so far. Mm. Wow. So right now you mean Carlos is cooking. Wait, you said you just bought the meat. What are you talking about? Carlos, I can't cook. I cook the meat. Okay, so. Okay. Hi, she can do, she can I eat. Yeah. I can eat. Oh, no, no. Wow. My God. I seriously have cramps. I didn't think about this part. Not fair! I want four, please! No. Oh, good job! Good, good, good! I said more, I did Dalida. Do you have something good, Dalida? Oh, darling! You would love this, darling. Lots of veggies, some shrimp, and some spicy broth, of course. Delicious. Yeah. Wish you were here. I love you. I love you. Is that to your mom? Give me some. My sister. Aww. Yeah. Oh, yeah, the sister.